Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 7 tháng 9 năm 2023 của Ban Việt ngữ đã cho tự do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng đang tuyệt thực ở trại giam số 6 để bảo vệ hiến pháp. Bộ Công an, vụ Đắk Lắk có nguyên nhân sâu xa từ phân hóa giàu nghèo, quản lý đất đai. Bình Thuận họp báo về việc phá rừng nguyên sinh làm hồ chứa nước. Tổng thống Philippines phản đối các tàu dân quân ở Biển Đông. Tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng, thành viên của nhóm CHTV, đang thụ án tù tại trại giam số 6, tuyên bố tuyệt thực trong hơn 2 tháng để bảo vệ hiến pháp Việt Nam, vốn đang bị nhiều quan chức vi phạm mà không bị trừng phạt. Nhà báo Lê Trọng Hùng, 44 tuổi, là thành viên phong trào chấn hưng nước Việt, bị bắt vào tháng 3 năm 2021 sau khi nộp đơn tự ứng cử vào Quốc hội khóa 14 trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm đó. Sau đó, ông bị kết án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế. Bà Đỗ Lê Na, vợ của ông, cho Đài Á Châu Tự Do biết về cuộc tuyệt thực của chồng mình trong ngày 7 tháng 9. Tính đến hiện tại thì chồng tôi đã tuyệt thực được 5 ngày trong trại giam số 6. Anh sẽ tiến hành một đợt tuyệt thực bắt đầu vào ngày 3 tháng 9 đến ngày 9 tháng 11, ngày pháp luật Việt Nam đó. Bà cho biết trong cuộc thăm gặp chồng định kỳ ở trại giam vào tháng trước, chồng bà đã thông báo kế hoạch tuyệt thực của ông. Sau khi trở về Hà Nội, bà đã gửi thư cho bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, ông Lưu Bình Nhưỡng, phó ban dân nguyện của Quốc hội, cùng một số đại biểu Quốc hội khác để trình bày nguyện vọng của chồng. Bà Na khẳng định. Thứ nhất, chồng tôi mong muốn những người có thẩm quyền của Quốc hội Việt Nam cũng như là các đại biểu Quốc hội có thể vào trại 6 để tiếp xúc, gặp gỡ và lắng nghe nguyện vọng của anh. Nếu có cuộc gặp gỡ đó thì anh sẽ kiến nghị Quốc hội Việt Nam phải ngay lập tức thành lập tòa án hiến pháp, thì đã có khá nhiều các cá nhân, tổ chức và cơ quan ở Việt Nam vi phạm một cách nghiêm trọng hiến pháp Việt Nam. Mục đích thứ hai của đợt tuyệt thực này của chồng tôi yêu cầu các trại giam phải tôn trọng quyền lợi cũng như là quyền làm người của các tù nhân nói chung cũng như là tù nhân lương tâm nói riêng. Chẳng hạn như là quyền được chăm sóc y tế, được khám chữa bệnh, phải cho họ viết thư liên lạc với gia đình. Bà cho biết trong hơn nửa năm nay, bà và các con không hề nhận được thư của chồng, mặc dù ông vẫn viết đều cho vợ con. Bên cạnh đó, ông Hùng còn viết thư cho Chủ tịch nước, cũng như nhiều đơn thư tố cáo khác về phiên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, cán bộ quản giáo không gửi thư và đơn tố cáo của ông đi những nơi mà ông yêu cầu. Bà Na, một giáo viên khiếm thị của trường dành cho trẻ em khuyết tật ở Hà Nội, cho biết gia đình bà rất lo lắng cho sức khỏe của ông Hùng vì ông tuyên bố chỉ dừng tuyệt thực khi đại biểu Quốc hội vào gặp ông trong trại giam. Bà kêu gọi người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế chú ý đến vụ tuyệt thực của chồng mình và trợ giúp gây áp lực cho đại biểu Quốc hội để họ có hành động kịp thời nhằm cứu tính mạng của Lê Trọng Hùng. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định vụ việc nghiêm trọng xảy ra ở Đắk Lắk hồi tháng 6 là hệ quả của việc thế lực thù địch không ngừng chống phá, nhưng cũng có nguyên nhân sâu xa từ các vấn đề như phân hóa giàu nghèo, quản lý đất đai ở địa phương. Phát biểu được ông Tỏ đưa ra với tư cách đại biểu Quốc hội trong phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thẩm tra báo cáo về công tác tư pháp của chính phủ hôm 6 tháng 9. Mạng báo Tiền Phong dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công an nói vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk vừa qua là điều rất đáng tiếc, khẳng định đó là hệ quả tất yếu, tích tụ do thế lực thù địch không ngừng chống phá, chứ không đơn thuần là vấn đề sơ suất. Đây là lần đầu tiên phía cơ quan chức năng thừa nhận vụ việc hàng chục người thượng tấn công vào hai trụ sở chính quyền, công an ở Đắk Lắk còn có nguyên nhân khác, chứ không chỉ đơn thuần là các thế lực thù địch lôi kéo, giật dây, như báo đài nhà nước tuyên truyền. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói thêm, trước và sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã có nhiều văn bản tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó đã có cuộc họp cấp ủy với 10 tỉnh khu vực Tây Nguyên. Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận kiêm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này, ông Dương Văn An, vào chiều ngày 7 tháng 9 chủ trì cuộc họp báo về dự án lấy 600 hectare rừng nguyên sinh làm hồ chứa nước Capet ở Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam. Truyền thông nhà nước loan tin trong cùng ngày. Theo đó, cuộc họp báo được tiến hành vào khi nhiều ý kiến tranh cãi về dự án này diễn ra mạnh mẽ trong công luận. Tại cuộc họp báo, ông Bí thư Dương Văn An và các lãnh đạo tỉnh liên quan đều nêu ra yêu cầu bức thiết phải làm hồ chứa nước trên 600 hectare rừng nguyên sinh tại địa phương. Những lý giải đưa ra trái với các lập luận của giới phản đối dự án phá rừng làm hồ chứa nước của tỉnh Bình Thuận.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Chu vào ngày 6 tháng 9 có bài trên mạng báo Tiếng Dân đưa ra đề xuất Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần thành lập một tập thể các nhà khoa học có năng lực với nhiệm vụ đi khảo sát và đề xuất các phương án giải quyết. Trong đoàn, các nhà khoa học cần bao gồm cả người ngoài Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả những người không còn trong biên chế, cả những người dám nói khác ý lãnh đạo, và không bao gồm những người đã đồng ý với quyết định phá bỏ 680,41 hectare rừng nguyên sinh Mỹ Thạnh vào năm 2014. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vào ngày 7 tháng 9 bày tỏ phản đối việc sử dụng tàu hải giám và tàu dân quân tại Biển Đông. Phản đối của người đứng đầu chính phủ Manila được đưa ra với lãnh đạo 18 nước đang tham gia thượng đỉnh Đông Á diễn ra ở Jakarta, Indonesia. Trong số này có Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. AFP loan tin dẫn lời Tổng thống Philippines về quan ngại của Manila đối với những hành động liên tục vi phạm cam kết luật pháp quốc tế tại khu vực biển có tranh chấp chủ quyền giữa các nước trong khu vực. Ông Ferdinand Marcos không chỉ đích danh quốc gia nào có những hành động như thế. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, tàu Philippines bị tàu Trung Quốc quấy nhiễu. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.